Còn kiếm cái gì để ăn không hả? Phải phá dữ. Nhưng mà ra con cuốn của con có tính đó là hàm ăn đó. Mỗi lần chảy máu nó xuống mồ côi như các cổ gà vậy đó. Ừ, mỗi lần chảy máu giống như các cổ gà vậy hả con? Vậy như là đây là nó bắn ra tới người đó. Với lại nó không phải là nó chảy xuống như vậy mà nó bắn ra ngoài. Rồi hôm bữa lúc trước đó, nó mới bị lần đầu, nó thấy không biết em đem xuống bệnh viện chứ này em mai. Thì em càng mai chỗ này cái nó ra. Đúng rồi. An ơi, con có thích đi học không? Ừ. Sao vậy? Đi học bị bạn xa lắm. Ừ, vậy hả? Con... mỗi lần ở trong trường con còn bị cái mắt nạt không? Bắt nạt. Nhất là cái bạn đầu trọc kia bắt nạt con. Ừ. Ừ, không sao. Bị bạn bắt nạt hả con? Đi lên bệnh viện ta không biết người ta cũng dám cho con ta lại gần. Nằm bệnh viện từ mấy năm trời là chưa biết bao giờ mà vô được cái phòng gì. Hai mẹ con nằm hành lang thôi. Chưa có thuốc. Có bác sĩ có qua xem. Nhưng mà chắc là người ta thấy mình có khả năng. Người ta đưa mình về. Bị ăn hết ruột rồi. Cái ruột là bị ăn hết luôn. Là cắt hết rồi. Cắt hết ruột. Cắt hết rồi mới không có đi cầu, không có tự chủ. Có khi một ngày đi mười mấy hai chục lần, có khi một ngày đi 5-6 lần. Kiểu như là nó không có để chứa đó, nó không có chỗ để chứa. Giờ An có điều ước gì không? An ước đi, nói điều ước cho chú nghe nào. Con nói lại, con nói lớn lên. Muốn chân con bình thường hả? Ở trong nhà thì bữa nay nó lan tới đây hả? Con nhìn con có thấy sợ không? Trong nhà thì con yêu thương ai nhất? Ngại à? Tại vì bữa nay là mới có nhiều được nhiều cô chú đông xuống thăm á chứ. Này sẽ thử có mình. Không đi làm với mẹ. Đi làm tội nghiệp. Giờ á cái mấy cái bọc mà em để ở ngoài, cái phụ em lấy bọc đưa cho mẹ để mẹ làm. Cái con còn tiền để trời á.